3 máy flagship Samsung có mức giá rẻ nhất đầu tiên trong danh sách hôm nay của chúng ta, đó chính là con Samsung S21 phiên bản Mỹ. Và chúng ta đã có một cái màn hình 6,2 inch, tuy hơi nhỏ nhưng tần số quét của nó là 120Hz. Tấm nền của nó sẽ là tấm nền Dynamic AMOLED. Tiếp theo chúng ta sẽ có bộ camera là 12MP, 64MP và một camera nữa cũng có độ phân giải là 12MP. Và sức mạnh của nó sẽ đến từ con chip Snapdragon 888. Ở thời điểm hiện tại thì con chip này nó không còn quá là mạnh, nhưng nó vẫn còn đủ dùng ở một số tác vụ cơ bản hoặc là chơi một số tựa game giống như là PUBG Mobile, Liên Quân Mobile. Kèm theo đó chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 128, khá thoải mái để anh em lưu trữ. Ngoài ra chiếc máy này còn có công nghệ bảo mật vân tay trong màn hình và pin của em nó sẽ là 4000mAh, hỗ trợ công suất sạc tối đa là 25W. Và con máy tiếp theo trong danh sách cũng là con Samsung S21, nhưng đây là con Samsung S21 Ultra, cũng là phiên bản Mỹ. Con máy này nó sẽ có thiết kế cao cấp và hầm hố hơn là con Samsung S21, bởi vì đây là dòng Ultra nên sẽ có nhiều thứ nó to hơn. Thứ to hơn đầu tiên là cái màn hình, con này sẽ có màn hình là 6,8 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X với tần số quét là 120Hz. Chúng ta sẽ có công nghệ hỗ trợ là HDR10 Plus và độ sáng tối đa là 1500 nit. Camera của em này cũng to hơn lên tới 108MP và hai camera 10MP và cuối cùng là một camera 12MP. Camera trước của em này là 40MP. Con chip của em nó được trang bị là con chip Snapdragon 888, đem lại cho anh em hiệu năng khá là vừa phải trong thời điểm hiện tại. Và bộ nhớ RAM của em nó sẽ là 12GB, khá là ngon để cho anh em chiến game. Và bộ trong sẽ là 128GB. Con này cũng sẽ có hỗ trợ vân tay ở trong màn hình và pin của em nó sẽ là 5000mAh, hỗ trợ công suất sạc tối đa là 25W. Và con máy cuối cùng trong danh sách hôm nay của chúng ta, đó chính là con Samsung Note 20 Ultra phiên bản Mỹ. Đây chính là con máy có cái màn hình to nhất trong danh sách hôm nay của chúng ta, với một cái màn hình với kích thước là 6,9 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X với tần số quét là 120Hz. Kèm theo đó chúng ta sẽ có hỗ trợ công nghệ là HDR10 Plus. Camera của em này cũng cực khủng lên tới 108MP và hai camera nữa cùng với độ phân giải là 12MP. Kèm theo đó chúng ta sẽ có một con chip là Snapdragon 865. Để về nói về sức mạnh của con này thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể chơi một số tựa game cơ bản giống như là PUBG Mobile, Liên Quân Mobile ở mức setting khá là ok. Kèm theo đó chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 12GB và bộ nhớ trong của em nó sẽ là 128GB. Em này thì cũng sẽ có công nghệ hỗ trợ bảo mật vân tay trong màn hình và pin của nó sẽ là 4500mAh, hỗ trợ công suất sạc tối đa là 25W. Và đó là ba con máy flagship của Samsung với mức giá ok nhất ở thời điểm hiện tại. Vừa rồi mình chỉ nói qua một chút thông tin về ba máy này. Ngoài ra ba máy này còn rất nhiều điểm hay ho. Nếu anh em nào có thắc mắc về con máy nào, hãy để lại bình luận hoặc là lên trang web của mobile.vn để có thể biết thêm nhiều thông tin chi tiết về các máy này nhé.